Vâng, đó là các chàng trai cô gái, họ cùng tạ ơn thần linh đã ban cho mình lúa về đầy bồ, bắp về đầy gian. Kính thưa quý vị, cuộc sống gắn liền với núi rừng, gần sông, gần suối, gần những cái ống cây tre, những cái lứa, nên các chàng trai chúng tôi, họ thường sử dụng một âm thanh rất đơn giản bằng ống cây sậy. Họ thổi âm thanh đó để cùng bắt đầu cuộc lên nương, lên rẫy của mình. Đó là tiếng chinh pró gọi bầy. Và trong tiếng chinh pró này, chúng tôi cùng hòa chung với cái vị chúng ta. Xin mời các bạn nam chúng ta sẽ cùng với những chàng trai chúng tôi, chúng ta cùng xen kẽ chung để chúng ta cùng mời nhau bắt đầu trong cái cuộc lên nương, lên rẫy của người con buôn làng. Mà mọi khi tiếng pró như lên bên. Xin mời các bạn nam ạ. Vâng. Tất cả các bạn nam chúng ta luôn. Tay bom em mà chi còn uri bài chi yun em bơ cái gần bên gửi cái gần chi yun em mà mọi